lão Phật gia Ấn Công Đại Sư là tổ Ấn Quang, tổ thứ 13, ngài có nói ở trong văn sao, và chúng tôi trích ra thành hai cuốn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Bộ sách này là những cái tinh hoa cốt tủy ở trong ba bộ văn sao Tục Biên, Tam Biên và Chánh Biên. Nếu ai đọc qua 990 lá thư mà mình thấy nó ngán, tức là sao nói thư, tổ trả lời thư cho người khác không mà mình đọc không vô á, mình ngán á. Vậy cho nhiều lúc đôi khi cái bộ sách đó không có duyên với mình đọc không có vào. Mình đọc mình cảm giác thấy văn sao Ấn Tổ sao nói cho người khác không thấy nói dính dáng gì đến mình. Đó là chúng ta đem cái phàm tình của mình á, mình so lường thánh trí. Tổ sư Ấn Quang là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Cảnh giới của ngài là dứt sạch hết vô minh, cho nên ngài trụ trong thường tịch quang. Bồ Tát Quan Âm cũng dứt sạch hết vô minh rồi, là cổ Phật, là thành Phật trong vô lượng đời kiếp trước, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Tổ sư Ấn Quang cũng nói rằng Bồ Tát Quan Thế Âm tuy rằng trụ nơi thường tịch quang tịnh độ ở bên Tây Phương Cực Lạc, nhưng dùng nguyện lực ứng hóa thân, 32 ứng hóa thân ở trong kinh Phẩm Phổ Môn nói, nhưng mà thực sự là ngài ứng hóa 100.000 thân, ứng hóa núi đồi sông biển thuyền bè. Cho nên Ấn Tổ giới thiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, hầu như những lá thư ngài đều nhắc đến những hành giả tịnh độ, và ngài trả lời thư á, ngài nói nên niệm thêm danh hiệu Quan Âm và trì thần chú Đại Bi làm trợ hạnh. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật ra tiếng niệm 6 chữ, niệm trong tâm 4 chữ A Di Đà Phật, hộ niệm niệm 4 chữ A Di Đà Phật làm chánh hạnh. Nhưng mà nếu những người nào mà chỉ giữ 4 chữ A Di Đà Phật hoặc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, họ không thêm một cái gì khác mà họ thành tựu được á, giống như là ngài Hải Hiền lão Phật gia tổ thứ 14, thì đây là bậc thượng căn thượng trí Bồ Tát quá tái lai. Còn hàng phàm phu chúng ta cần phải có những cái trợ hạnh. Ngài ví dụ rằng nếu người đó ăn cơm suông, ăn cơm trắng không kèm theo thức ăn, thì ăn lâu ngày chán, ngán, ăn không nổi. Cũng vậy, đối với hàng phàm phu chúng ta, riêng Ấn Tổ là Bồ Tát Đại Thế Chí thường trụ ở nơi thường tịch quang á, mà ngài vẫn nói lão Bắc Huệ này căn cơ chậm lục, nghiệp chướng sâu dày, cho nên hàng ngày phải niệm thêm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, và trì một ngày ít nhất là 50 biến Đại Bi, nhiều nhất là 75 biến. Điều này chúng ta nói trong văn sao, quý vị về lật văn sao ra thấy có điều này. Nếu người đó là bậc Bồ Tát tái lai á, họ vừa nghe qua tai câu Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là họ niệm chừng khoảng 3 năm sự nhất tâm, họ niệm đến 6 năm là lý nhất tâm rồi, toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm rồi, tâm không Phật hiện rồi. Còn hàng phàm phu chúng ta đó, thì Ấn Tổ nói rằng là miệng ti niệm Phật nhưng tâm không nhiễm đạo,
chưa có ai mà khiêm tốn khiêm hạ như Ấn Tổ. Lão tăng này 20 năm không làm việc gì, chỉ có niệm Phật, khá là an vui. Ngài nói khá là an vui chứ là Ngài đã vô thường tịch quan rồi. Nhưng mà Ngài khiêm tốn, Ngài nói là lão tăng này 20 năm niệm Phật mà miệng tí niệm Phật nhưng tâm không nhiễm đạo. Đó là nói hàng phàm phu chúng ta đó. Nhưng Ngài nói lại, nếu ai thực sự áp dụng đúng phương pháp trong văn sao, đọc trong văn sao thì tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ. Hành trong văn sao thì tuy thân tâm mình đang ở trong ta bà, nhưng là người khách lâu ngày cổ cố hương Tây Phương Cực Lạc rồi. Và nếu hành trì đúng trong văn sao chỉ vậy, thì người mà chậm lục căn cơ kém hèn nhất 8 đến 10 năm có thành tựu. Thành tựu mà dở nhất á, thì cũng được thành phiến. Thành phiến tức là, phiến là tấm vải, nó che trên cỏ, cỏ mọc không được. Tuy rằng còn cái gốc đó nhưng mà nó không có lên nổi, bởi vì tấm vải này nó dày đặc, nó che, nó phủ mặt trời, nước mưa nắng nó không xuống được, cho nên nó nằm im đó, nó không có phát triển được. Nghĩa là người ta vô công phu thành phiến thì toàn tâm người ta là câu Phật hiệu, phiền não còn đó nhưng mà không làm phiền người ta được, tham sân si còn đó nhưng mà không manh nha quấy động người ta được. Bởi vì dứt kiến tư, tức là dứt hết tham sân si á, thì người này khi vãng sanh họ lên phương tiện hữu dư độ, đoạn được vô minh á, là khi vãng sanh họ về thập báo trang nghiêm độ, dứt sạch hết vô minh á, là họ về, họ vãng sanh về thường tịnh quang tịnh độ. Cái này hai tuần trước chúng tôi có nói, trong văn sao Ấn Tổ có nói điều này. Còn người mà về hạ phẩm vãng sanh phàm thánh đồng cư độ á, thì người này gọi là đới nghiệp vãng sanh. Họ mang tịnh nghiệp là câu Phật hiệu chiếm ưu thế, là thành phiến, là họ về được phàm thánh đồng cư độ rồi. Hàng phàm phu chúng ta về phàm thánh đồng cư độ dễ hơn làm người. Có cái bài đó, viết thư hỏi Ngài, con không đủ khả năng để về Tây Phương Cực Lạc, khó lắm. Thôi đời sau con làm người. Ngài nói nè, tôi nói cho bà biết, bà giữ năm giới mười thiện phải được 7 điểm mà tự lực bà giữ để bà làm thành một con người đời sau, tôi nói thiệt với bà, khó hơn bà về Cực Lạc. Vì sao vậy? Vì năm giới mười thiện đó tự thân bà phải làm, bà nỗ lực để bà tranh đấu với cái ác để bà hành thiện, mà cõi này là ngũ trược ác thế, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Còn nếu bà về Tây Phương Cực Lạc á, bà giữ năm giới mười thiện mà bà chân thật niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, nhờ Phật lực gia trì, cho nên bà về Tây Phương dễ hơn làm người đó. Điều này chúng tôi nói chính xác 100%. Hôm bữa thầy Nhuận Binh có đọc cái lá thư này, điều này Ngài nói, Ngài không lừa gạt chúng ta đâu. Chắc chắn là Ngài không lừa gạt chúng ta rồi. Có nhiều người nghe đến điều này không có tin, nhưng mà riêng chúng tôi là tin tuyệt đối. Bởi vì khi mà Ngài nói những cái điều trong văn sao là Ngài đang trụ trong thiền tịch quan, Ngài đang trụ trong thường tịch quan. Ngài nói Ngài thấy Tây Phương Cực Lạc rõ ràng, và nghiệp lực chúng sanh như thế nào về hạ phẩm vãng sanh phàm thánh đồng cư độ, như thế nào là về phương tịnh thánh cư độ, và như thế nào là về thật báo trang nghiêm độ, và diệt sạch hết vô minh là về thường tịnh quang tịnh độ. Ngài thấy là rõ, giống như nắm vật trong lòng bằng tay trước mặt. Ngài nói không sai. Khi mình nghĩ đến điều này thì mình tin tưởng tuyệt đối Ngài không lừa bịp chúng ta. Nếu không phải là Bồ Tát Đại Thế Chí thì ai mà dám nói rằng là hành trong văn sao thì mình là người dân ở Tây Phương Cực Lạc rồi, mình là người khách chỉ chờ thời đi về thôi. Thì chỉ có Bồ Tát mới dám nói điều mà Ngài nói ra như vậy. Bởi vì Ngài nói rằng những lời tôi nói là điều y cứ trong kinh hết,
trong lời của các vị tổ đi trước có sở chứng, chứ tôi không có nói càng nói bừa đâu. Rồi công nhận mình thấy Ngài có cái lòng từ bi kinh khủng thiệt. Cái bà đó bà cứ gửi thư tới lui hoài, Ngài mới nói rằng chẳng lẽ tôi lừa bịp bà hay sao? Tôi nói những điều này là chân thật. Tây Phương Cực Lạc cách đây 11 ức cõi có Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp hiện đang thuyết pháp bên đó, có Bồ Tát Quán Thế Âm đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà để hỗ trợ Đức Phật A Di Đà, để cùng Đức Phật A Di Đà để xuống tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh, có Bồ Tát Đại Thế Chí và hàng thánh chúng có bên đó. Ngài nói có, tức là Ngài ở bên đó, Ngài thấy rõ ràng. Mà bà này bà cứ hỏi tới hỏi lui, Ngài mới nói là tôi đâu có lừa gạt đâu mà bà lại không tin lời tôi. Tôi biết nghiệp chướng của bà sâu dày cho nên thành ra bà nghi ngờ. Nghi ngờ là một cái phiền não nguy hiểm vô cùng. Tôi đâu có lừa gạt bà đâu mà bà lại cứ hỏi tới hỏi luôn hoài như vậy. Công nhận Bồ Tát Đại Thế Chí quá từ bi. Vì sao là lão Phật gia Ấn Công Đại Sư khuyên mọi người niệm Phật niệm kèm thêm danh hiệu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, là niệm ra tiếng, còn niệm trong tâm là năm chữ Quán Thâm Bồ Tát, và trì thêm cái thần chú Đại Bi. Lắng nghe nè, Bồ Tát Quan Âm Ngài đã thành Phật từ xa xưa. Trong kinh Bi Hoa nói Ngài là cổ Phật. Cổ là xa xưa lắm. Và thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài đã triệt ngộ và triệt chứng thể tánh thanh tịnh, nhất là triệt chứng về tánh nghe. Và cái nghe của Ngài nghe khắp hết mười phương thế giới, cảnh giới chư Phật, cảnh giới địa ngục. Nếu ai niệm đến danh hiệu của Ngài, cái tần số của mình mà niệm phải là không có còn nghi ngờ nữa, sanh chánh tính mà niệm, niệm không gián đoạn và nhất tâm bất loạn, thì cái tần số của Ngài, cái nguyện lực của Ngài và tâm lực của mạng của mình, gọi rằng mình là năng cảm, thì có lúc Ngài hiển ứng, có lúc là ngầm ứng. Có những người ngầm ứng người ta không có biết, có những người hiện ra là hiển ứng. Hiển tức là cho mình thấy trong giấc mộng, cho mình thấy thực tế bên ngoài, gọi là hiển ứng. Ngầm ứng tức là âm thầm Ngài che chở, Ngài gia hộ cho mình. Cho nên có nhiều người người ta niệm Quan Âm Bồ Tát mà đâu thấy cảm ứng gì đâu, mua giấy số hoài mà thấy không có trúng độc đắc nữa. Lâu lâu nó trúng được 100-200 ngàn. Quan Âm gì đâu mà tệ quá. Quan Âm không thành tựu niệm tham sân si ác niệm cho những người niệm danh hiệu Ngài, mà Quan Âm chỉ thành tựu thiện niệm vì lợi người lợi vật. Quan Âm không thành tựu ác niệm hại người hại vật, không thành tựu ác niệm. Lỡ Quan Âm gia hộ cho mình trúng số có tiền nhiều quá rồi hưởng thụ trong đó, có cái ông đó ban mê thuộc, ông chưa trúng số thì thôi, ông đi chùa đi đồ, ông ngon lành gia đình hạnh phúc. Ông trúng số xong ông mua bia gà vịt heo, ông nhậu thôi, ông xỉn tới xỉn lui tiền nhiều quá mà. Ngài nói chúng sanh trong ngũ dục mà gặp tài sắc danh thực thì không hưởng là chuyện lạ. Chỉ có hàng sơ quả vào dòng thánh hoặc giả người ta tin nhân quả đó thì có thể là người ta dè dặt kiêng sợ cái ngũ dục tài sắc danh thực thì, còn không thì họ hưởng kinh hồn. Rồi cuối cùng sao? Mua chiếc Honda đời mới nhất chạy tông cái rầm vô trụ đèn chết, bây giờ uống rượu xỉn đó mà. Tiền làm tan tành tánh mạng luôn. Tiền làm điêu đứng mất hết lương tri luôn. Tiền làm quên hết anh em bè bạn cha mẹ luôn. Nó là một cái gì đâu mà nó làm cho mình phải nói là điêu đứng thế à? Ngũ dục. Cho nên Quan Âm thành tựu cho mình lòng từ bi, trong danh hiệu Nam Mô Quán Tham Bồ Tát chứa lòng từ vô tận, lòng bi vô tận. Thì người niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát họ có cái lòng từ vô tận,
Đồng thể đại từ, vô duyên đại bi. Thì khi mà họ có lòng từ bi như vậy á, là thiện niệm của họ có nó, thì phước báu bắt đầu nó vào. Và trong danh hiệu Quan Âm Bồ Tát có chứa đựng cái trí tuệ vô tận trong đó. Bởi vì Ngài đã triệt chứng được tánh nghe rồi, mà tánh nghe đã triệt chứng đó là trí tuệ của tánh nghe và trí tuệ của tánh đức nó phát triển đến tột cùng rồi. Cho nên người niệm được cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, lòng từ, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi á, có xuất hiện, và trí tuệ của họ bắt đầu phát sanh, thì lúc đó họ sẽ vì lợi ích chúng sanh, vì lợi người lợi vật, không hại người hại vật nữa, thì cuộc sống của người này bắt đầu thăng hoa thay đổi, con cái của họ bắt đầu thay đổi tốt lên. Sáng nay nghe ở trong Văn Sao, trong cái phòng chúng tôi thờ Tổ Ấn Quang, lúc nào cũng mở 24/24 Văn Sao, đi ngang qua nghe Ngài nói một câu nó thấm. Nhiều lúc mình ngồi mình nghe hoài tiếng này qua tiếng nọ, nhiều lúc mình không có lọt vô được, mà mình mở vậy mình đi ngang qua cái tự nhiên mình nhớ nó lọt vô trong tâm, nó nằm im đó. Ngài nói làm sao? Quan Âm thành tựu thiện niệm cho người, người đó lợi người lợi vật, thì cuộc sống người đó, trí tuệ người đó, tài sản người đó, thọ mạng người đó, sức khỏe người đó, và cả dòng họ người đó bắt đầu thăng hoa, làm ăn phấn phát, con thảo cháu hiền bắt đầu xuất hiện. Bởi vì thiện niệm này chiêu cảm những người thiện đi vào trong nhà họ đầu thai. Còn người hại vật thì thọ mạng người ta sẽ ngắn ngủi, trí tuệ người ta lu mờ, phước báu người ta giảm, ngũ tướng si hao, con cháu ngỗ nghịch, quan đàn, gia đình người đó bị tai tiếng, không trục trặc trắc trở thì phải chết sớm, chết yểu. Ghê chưa? Nếu muốn cho thiện niệm lợi người lợi vật, thọ mạng kéo dài, trí tuệ phát sanh, ngũ phước tăng trưởng, nếu không niệm cái tu đức, nếu mà không có cái tu đức niệm danh hiệu Quan Âm, niệm Phật A Di Đà trì đại bi, thì tôi nói với quý vị là khó, khó lắm tự thân của mình để mà hưng khởi cái tánh đức từ bi hỷ xả vô ngã vị tha, thọ mạng kéo dài, trí tuệ phát triển. Tự thân mình làm phải ba đại tăng kỳ kiếp, lâu lắm, lâu lắm. Còn nếu mình niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, niệm Phật A Di Đà trì đại bi, tụng kinh A Di Đà, học tụng kinh Vô Lượng Thọ, đó là mình lấy cái quả giác của Phật A Di Đà là tu đức để cho tánh đức nó hưng khởi, thì người này lẹ lắm, không ai bị kịp họ đâu, không ai bị kịp đâu. Chỉ có chúng sanh si dại, không tin được cái công đức danh hiệu bất khả tư nghì, không tin nổi cái công đức danh hiệu của Bồ Tát, cái công đức thần chú đại bi bất khả tư nghì, cho nên hằng ngày cứ suy nghĩ lo toan đủ thứ. Mà khi suy nghĩ như vậy, được thì vui, mà cũng nằm trong hỉ nộ ái ố ai lạc dục, đó là thất tình lục dục. Rồi buồn cũng nằm trong ngũ dục khổ đau phiền não. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng thần lực triệt chứng tự tâm và triệt chứng được tánh nghe rồi, cho nên nghe chúng sanh nào mà niệm đến danh hiệu của Ngài, tức thì Ngài ứng hiện cứu khổ, cứu ngay. Chỉ trường hợp người đó nghi ngờ, chỉ trường hợp người đó không đặt trọn vẹn niềm tin, không nhất tâm sinh niệm, cho nên người đó không có cảm ứng thôi. Nhưng mà không phải là niệm như vậy mà không có cảm ứng, ngầm ứng đó, ứng ít đó, là do mình cảm ít, cho nên thành ra là ngầm ứng ít thôi, chứ không phải không có đâu. Lắng nghe Ấn Tổ nói cái câu này mà chúng tôi ấn tượng. Đức Phật A Di Đà mà cũng cần có Bồ Tát Quan Âm đứng bên cạnh để phụ tá tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lẽ dĩ nhiên Đức Phật A Di Đà là đủ khả năng, người ta niệm Phật
là đủ thiện căn phước đức nhân duyên, đủ tín nguyện, và trước khi lâm chung là được 10 niệm, thấp nhất là về hạ hạ phẩm vãng sanh phàm thấm trầm cứu độ. Một mình Đức Phật A Di Đà xuống tiếp dẫn cũng đủ rồi, mà vì sao Đức Phật A Di Đà cần phải có Bồ Tát Quan Âm để mà gia hộ cho chúng sanh đó vãng sanh và phụ tá với Đức Phật A Di Đà? Vì sao? Vì mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát có cái hạnh nguyện khác nhau. Nếu đi cõi khác thì không sao, chứ mà ngay cái cõi Ta Bà này thì chúng sanh nhiều nghiệp chướng và Bồ Tát Quan Âm có duyên với họ rồi. Có nhiều lúc người đó vãng sanh thấy Bồ Tát Quan Âm, chưa thấy Phật Di Đà mà thấy Bồ Tát Quan Âm, bởi vì họ có duyên với Bồ Tát Quan Âm quá sâu dày. Và Ấn Tổ nói cái người đó nếu mà niệm Quan Âm Bồ Tát nguyện vãng sanh, người này vẫn được vãng sanh. Và cái người mà gặp chướng nạn thì nên thành tâm niệm Quan Âm Bồ Tát nhiều hơn niệm Phật. Còn nếu mà mình thấy cái chướng nạn, cái nghiệp chướng của mình không thể qua được, ung thư giai đoạn cuối rồi, thì quay trở lại thành tâm niệm danh hiệu Phật Di Đà để vãng sanh luôn đi. Ngài chỉ kỹ lắm, kỹ lắm á, giải quyết cái gốc cho chúng ta. Chứ còn cái tiền bạc danh vọng là cái đó chuyện nhỏ lắm, còn cái chuyện lớn đó là cái chuyện để giải quyết sanh tử đó quý vị. Vì sao mà chúng tôi cứ suy nghĩ hoài, không biết sao mà người tu tịnh độ mà lại trì thêm đại bi mà niệm danh hiệu Quan Âm? Bởi vì có một số những người cái tính tâm nguyện vãng sanh của họ kém lắm. Khi mà thân thể họ đau bệnh thọ mạng, họ gần hết là họ sợ mất cái thân mạng này. Cho nên cái phương tiện để mà chỉ cho họ vượt ra khỏi cái sợ đó thì cái danh hiệu Quan Âm Bồ Tát có 14 món công đức vô ý, gọi là 14 món ban cho chúng sanh không sợ hãi. Danh hiệu Bồ Tát Quan Âm còn thêm một cái danh hiệu là vô ý thí. Vô ý thí là ban cho chúng sanh cái không sợ hãi. Người thành tâm niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, tâm người ta không sợ bệnh, không sợ đau, không sợ già, không sợ chết. Khi thương yêu mà xa lìa khổ, để xa lìa họ cũng không sợ mất, không sợ khổ nữa. Họ an vui trụ trong cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Mới hồi hôm kia thứ sáu, chúng tôi lên trên này gặp một cái chú đó. Chú chạc chừng cũng khoảng hai mấy ba mươi tuổi đó. Mà nhìn cái mặt của chú này, ông buồn mà ông buồn. Chúng tôi nói là thôi, nó buồn không còn một chút xíu gì cái mùa xuân trên mặt ổng nữa hết. Nó buồn ra mặt. Nó quẩy theo cái giỏ xách bằng vải trên vai, cột thêm cái mũ vải trên cái giỏ đó, đi vô gặp chúng tôi lạy một lạy. Nói thưa thầy, con buồn con khổ quá. Hỏi khổ về cái chuyện gì? Về tiền hay vợ con hay về chuyện gì? Nó kêu khổ về cái chuyện vợ con, với vợ con kình cãi, bây giờ nó bỏ đi, nó đi đâu mất luôn rồi, con tìm nó không ra nữa, con buồn quá. Thầy biết chừng nào vợ con về không? Kêu không, thầy chịu thua. Hỏi câu cắt cớ đó, ai mà trả lời được cái vụ này. Bây giờ con không phải là con nữa. Ông không phải là ông thì ông là ai? Thế kêu con là lúc nào con cũng thấy vợ con ở trong người con đó, mà giờ không được gặp vợ thì có phải là lúc trước là thù ghét gặp gỡ khổ, bây giờ thương yêu lại xa lìa khổ không? Cho nên thành ra sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xíu thành khổ, quan quyền vua chúa tỷ phú làm cái ông thứ gì cũng nằm trong bát khổ đó ha. Trời, anh nói mà nước mắt anh chảy ra. Anh kêu bây giờ con nhớ vợ con quá, mà làm sao con gặp vợ con thầy? Tôi kêu bây giờ ông đi tìm đi. Ông kêu tìm mấy tháng nay gặp, bây giờ nó ở nhà má của nó, tức là ở nhà má vợ rồi, kêu nó không chịu về nữa. Tối con ngủ một mình, con buồn, thầy biết con buồn không? Kêu không, thầy không biết cái vụ này rồi. Ông ngủ một mình ông buồn sao cho thầy? Trước giờ nhỏ giờ tôi thì ngủ một mình thấy bình thường cái gì đâu. Trời ơi, lúc nào con lên gặp các vị Bồ Tát đó ông ơi. Ông nói câu này mới khó giải, nan giải.
thầy làm sao giúp cho con trở về con người của con, chứ bây giờ con không phải là con người của con nữa. Cái ông không phải là con người của ông thì bây giờ ông là ai? Kêu con chả biết con là ai nữa. Là biết chuẩn bị vô nhà thương Biên Hòa rồi đó. Ông chả biết ông là ai thì ông chuẩn bị vô nhà thương Biên Hòa, nó chích thuốc nó đánh cho ông một trận ông mới biết ông là ai. Vô đó rồi khùng khùng điên điên cứ làm tùm bậy là nó đập á. Bây giờ sao cái thanh niên nó thất tình nó điên dữ nghe. Lúc đó ổng sợ, mà ổng sợ phải nói là toàn thân ổng bây giờ là một cái chất độc sợ. Sợ cũng là một chất độc nha. Toàn thân nhiễm một chất độc sợ. Thì chúng tôi mới nói, bây giờ ông muốn biết ông là ai, tôi chỉ ông một cách rất đơn giản. Ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ông sẽ trở về lại được con người của ông. Không những trở về con người xưa nay sống trong phàm tình mà trở về con người chân thật luôn. Rồi ông sẽ trở thành Phật A-di-đà mà Phật con. Rồi ông về Tây Phương Cực Lạc, ông giống như Đức Phật A-di-đà và ông tu ông thành Phật luôn chứ. Không những trở về con người mình xưa nay mà ông nghĩ là ông, cái đó cũng là không phải ông đâu. Xưa nay ông sống với vợ với con, đi làm ăn làm uống rồi ông lo thương con, rồi ông nghĩ là ông. Bây giờ ông không còn cái khả năng đó nữa, ông đang khổ đau, ông nghĩ không phải là ông. Mà xưa nay cái ý niệm đó, cái cuộc sống đó và con người đó cũng không phải là của ông đâu. Nó cũng là con người giả đó. Con người của ông chân thật đó là tánh đức, là thể tánh. Ông nghe, ông lắc đầu, ông cứ nói gì không hiểu. Mà nó không hiểu mà. Ông đang ở trong cái cảnh giới bây giờ là mong vợ về, mong làm sao gặp vợ. Bây giờ vợ ở trong này, bây giờ muốn trở về con người như xưa, vợ mình sống với mình, ăn uống với con. Ông thầy ông nói gì đâu mà trở về Phật là thành Phật là giảng sanh là nói gì không hiểu, không hiểu à. Ngơ ngơ nhưng bọn đội nó lắc lắc. Trời ơi, tôi nói ông này cũng khùng quá rồi. Thầy không gạt ông đâu. Thay vì bây giờ ông suy nghĩ cái chuyện vợ con, bây giờ suy nghĩ hoài mấy tháng nay đâu khổ, ăn không được, ngủ không được phải không? Kêu già đúng rồi. Bây giờ ông thử ông đổi lại cái suy nghĩ đó, ông thay đổi lại là A Di Đà Phật thử coi sao. Nó có khác không? Mà thầy dám chắc ông là khác, thầy không có lừa ông đâu. Ví dụ bây giờ thầy nói ngon ngọt, thầy coi bói rồi thì tìm cách nào đó để lừa gạt, để lấy tiền ông, thì có thể rằng là ông nghi ngờ thầy. Còn bây giờ là thầy hoàn toàn là không có một cái gì chiếm hữu lợi dụng ông hết, chỉ nói để cho ông trở về con người chân thật của ông. Rồi ông sẽ niệm Phật đó là mình thấy mình là Phật, mình là con của Phật, chứ không phải là mình là giờ ngơ ngơ không biết gì đâu. Ông kia bây giờ con sợ quá chừng luôn, không biết sợ chừng nào vợ nó về đây nữa. Ông cứ hỏi cái câu nhập tâm lên, chừng nào nói chập cái chừng nào vợ con về thầy, cái thầy chịu thua, thôi thầy đi về á. Đứng dậy đi về. Hết thuốc chữa rồi. Cái này là ấn tỏ đó là nỗi sợ hãi, sợ mất vợ mất con, sợ trống vắng, nó cột chặt trong bụng dạ. Toàn bộ từ trường hiện lên trên mặt, toàn bộ máu huyết trong cơ thể là chất độc sợ. Hiểu chỗ này không? Tâm lý nó biến dạng cái chất độc này, toàn thân là một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Trong đêm khuya đang nằm thiêu thiểu giật mình ré lên, vợ tôi đâu. Lúc này con người này nếu còn thiện căn, nghe người khai thị, quay lại niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, không bao lâu tánh đức tiếp cận với danh hiệu là quả giác của Bồ Tát Quan Âm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, niệm ra tiếng mỗi miệng mệt hao hơi thấy hơi hụt hơi, niệm trong tâm năm chữ Quán Thâm Bồ Tát, không bao lâu nỗi sợ hãi đó nhường lại, thấy mình là con của Bồ Tát Quan Âm. Quan Âm đang che chở, bởi vì toàn tâm bây giờ một cái từ trường an lạc không sợ hãi, toàn thân máu huyết là cam lồ của Bồ Tát Quan Âm đang gia vị gia trì toàn thân. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà người này khó làm lắm. Vì sao thế?
Bởi vì toàn thân của họ và toàn tâm của họ đã cột chặt cái lòng sợ hãi rồi. Cái gốc sợ trong tâm đó là vô minh, ai cũng còn trong đó. Khi bình thường thì không thấy gì, chuẩn bị mất thân, mất tài sản, mất vợ con, mất sự nghiệp, mất nhà cửa, thì lúc đó nỗi sợ hãi bắt đầu nó mới xuất hiện. Đúng không? Lúc đó mình mới biết mình là ai. Cho nên Ngài nói nếu không niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, không trì thần chú để bi, không niệm Phật A Di Đà để dự phòng, lúc nỗi sợ hãi, lòng sân hận, bực tức, lòng tham lam, si mê, làm việc đó không biết đúng hay sai, nó xuất hiện một cái rồi không có cái pháp để an tâm, để mà dự phòng, thì lúc đó từ thua đến thua, thua dài dài, càng lúng càng đi càng lúng, càng đi càng rối, lúng đến một lúc là nó nghẹt bùng đến mũi rồi tắt thở chết. May thay sao hôm nay quý vị có mặt ở đây, những người đang xem trực tiếp lại chịu lắng nghe cái điều này. Một danh hiệu Nam Mô Quan Tham Bồ Tát quá đơn giản. Mọi người cứ tưởng chừng như là danh hiệu ba ơi má ơi, một danh hiệu bình thường, mà không ngờ vị Bồ Tát này đã tu hành từ vô lượng đời kiếp trước và triệt chứng tự tâm, triệt chứng tánh nghe, triệt ngộ tánh nghe, và có cái nguyện lực ai niệm danh hiệu của tôi lâu ngày sẽ vượt hết tất cả những nỗi khổ sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Cái quan trọng là cái nguyện lực chỗ này nè, quan trọng là cái nguyện lực này nè. Mà cái nguyện lực này chỉ có chư Phật và Bồ Tát với Bồ Tát mới thấy được chỗ này, mới tin được chỗ này, cho hàng phàm phu mình không tin nổi. Khi chúng đụng chuyện là ngồi đó suy nghĩ khang, chứ không có nghĩ đến Bồ Tát Quan Âm. Nghĩ cho đến lúc nó cột chặt trong bụng dạ, nó thành khối, và toàn năng lượng trong cơ thể mình là một suy nghĩ sợ hãi đó, thì lúc đó thua. Cái chú đó thầy nói cái kiểu gì dùng toàn tâm lực vô nói cho ổng, nhưng mà ổng, cái lời nói của mình nó bạc ra liền. Vì sao nó bạc ra vậy? Vì cái năng lực sợ hãi nó quá kinh hồn. Lúc trước ở chung với vợ thì không có nỗi sợ này, cho nên kình cãi đánh đập nó thì nỗi sân cùng mình, toàn thân là một chất độc của sân, tự kiềm chế không được, đánh nó cho nó sợ quá, nó chạy về nhà. Bây giờ không còn ý niệm sân, bắt đầu ý niệm sợ xuất hiện. Chắc nói ra hiểu chứ ha, chắc mình cũng có những cái điều này chứ đâu phải không có, phải không? Nói cái chuyện cảnh giới rồi niệm Phật nhất tâm, đi vô cảnh giới thường tịch quang đồ, thật báo trang nghiêm độ, thì cái chuyện này không hiểu. Cho nói cái kiểu mà tham sân sẽ sợ hãi rồi ăn thịt chúng sanh rồi chắc hiểu rõ lắm, phải không? Hiểu không? Hiểu chứ, chuyện này ai không hiểu. Nói cái chuyện phàm phu là dễ hiểu lắm, nhưng mà xưa nay cứ nghĩ cái phàm đó là đúng á, là đúng. Nhưng không ngờ một thời gian khác thấy là sai. Ấn Tổ hay nói chỗ này, bây giờ suy nghĩ là đúng, bây giờ thấy ăn thịt là đúng, bây giờ thấy chúng sanh là tất cả loài gà, vịt, heo, chó, nó sanh ra nó cung cấp cho mình là đúng. Nhưng một thời gian bệnh nó báo oán rồi, bắt đầu mới thấy ý niệm đó là sai. Mà sai đã muộn rồi bạn ơi, sai đã muộn lắm rồi. Lên tình thất Quan Âm, lạy Quan Âm gia hộ cho con hết bệnh đi, con thề không ăn thịt nữa. Cái thiện niệm nó khởi lên, bắt đầu độc tố từ từ nó tan, vừa hết bệnh về quất tiếp. Trời ơi, tao nói chúng sanh là phải nói là cái si mê của nó kinh hồn. Qua khổ đâu rồi gì? Thích hưởng thụ. Hưởng thụ bắt đầu tạo nghiệp khổ đau rồi sợ hãi. Sợ hãi rồi bắt đầu tu đức rồi, cái từ từ nó thay đổi, tiếp tục lúng vô khổ đau nữa. Cõi này nó là như thế đó các bạn. Thay đổi kiểu đó gọi rằng là thối chuyển. Thối chuyển. Đừng có giống cái anh chàng thanh niên hồi hôm qua thầy lên là thầy chịu thua á nha. Anh chàng thanh niên mất vợ, đừng giống nó nghe. Giờ giống như đang ngồi ở đây thì được á, ngồi đây nãy giờ ngồi nghe nhìn thấy nghe là thấy có bộ cảm xúc, hiểu được cho anh chàng đã nói anh không hiểu nữa. Nghe nhưng mà không hiểu, bây giờ toàn tâm nó cột chặt trong bụng dạ là vợ con phiền não, cái cuộc sống bây giờ nó muốn trở lại như xưa, đâu phải như nấu mì cái lụm được liền đâu, nó phải có thời gian chứ. Đâu phải như mì ăn liền được, nó mới đơn giản.
phá vỡ cái hạnh phúc, làm cho người ta khổ đau, toàn thân máu huyết là độc tố. Bây giờ muốn thanh lọc nó phải mất vài tháng, vài năm, vài chục năm không chừng đó. Đâu mà đơn giản vậy. Bồ Tát Quan Âm cứu khổ nhanh nhẹn lẹ làng, ngoài đời gọi là rốt rẽ, nhanh lắm. Nhưng mà riêng Bồ Tát Quan Âm không biết sao cái nguyện lực của Ngài cực kỳ di diệu. Đi ngoài bên biển mà thấy sóng nó đang vồ, nó đang ào ào lên, tưởng bị thiền chìm rồi, cái bắt đầu kêu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Cả thiền niệm, mấy người công giáo thôi cũng niệm luôn, niệm Quan Âm hết rồi tự nhiên trời trong mây tạnh, quang đãng lên, rồi cái gặp cái thiền đã cứu. Không biết bao nhiêu người đi vượt biên mà sợ hãi bị được cứu phải không ạ? Cho nên nó nghe đến Bồ Tát Quan Âm là người ta đi lạy thôi. Lúc trước ở Đại Tùng Lâm 50-60 ngàn người. Nhưng mà có nhiều người bây giờ họ hỏi trên tỉnh thất Quan Âm, sao bỏ Quan Âm không lạy nữa? Không phải bỏ, mà cái kiểu của Ấn Tổ Ngài nói, nếu mà 3 ngày lễ vía 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 đó, lạy 500 lạy thì cũng tốt lắm, nhưng mà nhiêu đó chưa đủ đâu. Một năm nhớ Bồ Tát có 3 lần lạy 500 danh hiệu, còn hàng ngày không nhớ thì bạn gặp chướng ngại lắm. Hàng ngày niệm Quan Âm, trì 50 biến đại bi, và thường xuyên như vậy thì cái sức cảm ứng nó mới gì? Gần gũi. Và lúc mình gặp trở ngại cái là sẽ có sự ứng hiện. Cho nên tỉnh thất Quan Âm hôm nay trì thêm đại bi, chúng tôi thấy là nhờ cái sự đề sướng của Ấn Tổ, Ngài chỉ đứa bé đó 9 tuổi bị cái mục đó, thuốc tàu thuốc tây chữa không được, được trước thầy Nhuận Minh đọc. Ngài kêu là nên lấy cái nước này á, để trong ly rồi trì đại bi 7 biến 21 biến tùy theo khả năng, rồi uống vô xong rồi thoa thoa rửa cái chỗ đó đi, nó sẽ khô, nó lành nhanh lắm. Có 1 tuần hết à. Có nhiều người Ngài kêu là tự thân mình trì trong gạo cho người đó bị bệnh á, nấu cháo cho họ ăn cũng thấy hết luôn. Hôm trước không biết làm sao cái mục nó ngay chỗ đây nè, thấy không, bữa nay có cái dấu thấy không, trời ơi nó đỏ ửng lên, nó nhức quá chừng, mình tưởng có mũ á, cái mình ngắt cho nó xì mũ, không biết ngắt làm sao nó làm cục vậy. Không biết bữa nay cái nó hết nhanh vậy, chứ bữa thì Nhật Minh nói ổ sao nó phù dữ, nó sưng lên bị sao vậy, cái mục nhỏ mà ngắt cái nó thành lớn rồi sao. Mấy hôm nay lấy nước đại bi cái uống xong rồi rửa, bây giờ thấy nó khô, nó còn chốc dãy đó nè, không có bôi thuốc gì hết. Thầy hậu kêu có cầm thuốc gì bôi, kêu khỏi, lấy nước đại bi bôi. Không phải khoe khoang nhưng mà tin lời tổ đi, hữu ích lắm. Sáng nào cũng trì đại bi xong rồi từ Tết đến bây giờ là lấy nước mình uống, mình trì, bắt đầu mình rửa mặt, rửa đồ, cái dấu thương rồi đó, lát đồ ghẻ ngứa, ghẻ ruồi gì mục được cứ lấy rửa hết, nó hết á.